Vâng, và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Như các bạn biết là lần trước chúng ta đã hoàn thành cái giai đoạn gọi là giai đoạn động vật nguyên sinh, và chúng ta đã lên được bờ. Thì mình đã nói với bạn là 200 like mình có tập tiếp theo ngay, nhưng mà vì vừa là lễ hội đền hùng nên là mọi người đều nghỉ, nên các bạn nên cho mình nghỉ một chút chứ nhỉ. Ok, thì chúng ta cũng bắt đầu đến với giai đoạn thứ hai là giai đoạn động vật trên cạn. Không biết là con gì thì nó bóng nhảy, nhìn điêu điêu. Ok, thì như các bạn biết thì chúng ta bây giờ khi mà lên cạn dưới thì mình có thể tìm mấy cái xác này, tức là nhặt được mấy bộ phận của mấy cái xác này. Đấy, lúc đây là chúng ta nhặt được cái móng này. Đấy, tuyệt vời. Sau đó khi chúng ta có thể bấm vào đây để gọi bạn tình này, meeting call này. Đấy, cũng gọi bạn tình như bình thường. Wow, 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 wow. Đấy, một đống những con này. Đấy, mình lại gặp mấy con này, không mình có thể làm gì đó. Ok, cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ rất là kinh khủng, tại vì là tập trước mình nói là nếu mà tập này được 200 like thì có tập tiếp theo ngay, nhưng mà trong 3 ngày thôi nó được gần 400 like rồi, mình không thể tin nổi nó nhanh như thế. Cảm ơn các bạn nhé, và nếu các bạn thích đừng quên làm một like nữa nhé. Ok, chúng ta làm rồi đúng không? Ok, rồi bây giờ chúng ta đang giao phối với điệu nhảy, giao phối rất là nguy hiểm, không hiểu thể điều gì luôn. Ok, rồi bên ta sẽ ngồi để trứng. Rồi bây giờ đang ngồi để trứng, hóa ra mình là con cái của con đực, đầu tiên mình tưởng là mình là con đực. Ok, rồi bây giờ đẻ trứng nó rất là thích ấy. Càng ngày con của mình nó càng biến dị. Nhiều điều quá không chịu được. Nhiều điều mắt ui, mắt to như cô tê á. Rồi bấm để học cách tấn công. À càng. Nhẹ nhẹ nhẹ. Con này mắt to nhìn điêu ấy. Điêu ấy, cute thật. Ok, bây giờ mình nghĩ là nhìn trên bản đồ bây giờ chúng ta có mấy cái dấu hỏi chấm này, đây là chúng ta có thể đi đấy để chúng ta xem đấy giống loài gì đó. Ở đây là giống loài khác, đây là mình gầm để mình dọa nó, nó sợ mình phải ăn thịt vào nó bằng cách là tấn công. Rồi mình khỏe bọn này nhiều, cắn nó đi, đớp nó đi, tuyệt. Quạp quạp, đớp tiếp, quạp quạp đó, sau đó mình có thể lấy thức ăn của nó này, quạp quạp đó, đấy mình ăn mình có thể hồi máu được. Đấy là con động vật đầu tiên mình có thể ăn được. Sau khi mình đã đầy máu rồi mình có thể đi tấn công. Đây con này là con alpha này, hình như mình nếu mà mình nhớ không nhầm, nếu mình giết con này thì mình sẽ được cái gọi là cái món của mình, cái mảnh vỡ của quân của nó, tức là mình có thể nhặt được đồ của nó, tức là mình có thể có những cái vũ khí của bọn nó, như thế sẽ rất tốt cho quân mình. Tuyệt vời đó, đúng rồi, nó có thể ăn thịt con này. Được rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ phải gọi bạn tình đó, chúng ta phải về nhà, chúng ta tiếp xúc bạn tình. Cái con của mình cái này càng điêu. Ôi bên đó là nhảy này, bay này. Oh hay thế. À ha ha. Tuyệt. Tuyệt, vừa nhảy, nó vừa có thể bay được. Ôi rồi máu chúng ta hơi ít. Bây giờ mình muốn... Ô kìa. Nhưng mà được cái bên chúng ta di chuyển rất là nhanh. Mảnh gì đây? Có cái mắt mới, ok. Bây giờ có mấy con này. Chúng ta nên đánh nhau với nó không? Hay chúng ta nên làm bạn chúng nó? Ok, con này muốn hát, mình muốn hát. Nhào nhào. Tuyệt. Thế là mình có thể làm bạn con này. Tầm mình cũng phải muốn có vài con làm đồng minh. Yes. Yes, tộc của mình bây giờ đấy rồi. Tộc của mình bây giờ đã tham gia vào quá trình đồng minh bọn này. Tuyệt vời. Ồ, oh, và não mình mọc thêm một tí thì mình đã biết có đồng minh. Tuyệt. Haha. Ok. Ồ, oh, bây giờ mình có thể thêm người vào trong cái này. Park à? Ok. Bây giờ tộc này đồng minh của mình rồi đúng không? Làm sao để cho chúng ta thêm người vào trong cái park này của chúng ta? Tất cả này đều chỉ hát thôi nên là mình dần thêm người vào trong cái đấy. Ok. Vậy là hai con này chơi với nhau, thích nhau nên là có thể thêm vào park đúng không? Ok, nó ấy, nó follow rồi, tuyệt. Mình có thêm mấy con khác không? Ví dụ như là mình có thể thêm con to được không? Hay mình chỉ thêm một con thôi? Thôi mình chỉ cần một con thôi, trước tiên mình chỉ cần một con nữa. Ok. Giờ mình sẽ đến cái chỗ của cái bọn Unknown Species này. Mình chỉ muốn tham gia vào một bộ tộc thôi, sau đó mình phải đánh chiến bộ tộc khác, bạn hiểu không? Thì bọn này chưa có gì đặc biệt nên là mình sẽ tấn công bọn này. Tuyệt. Đấy, thế mình tấn công hai con không tấn công một lúc nên là mình không phải lo. Mình không muốn lôi con đầu đàn của mình đi, tại vì là nếu con lôi con đầu đàn đi rất có nhiều khả năng sẽ chết. Tuyệt. Rồi, giết con đầu đàn là tất cả mọi thứ biến mất, bọn nó cũng chết hết. Tuyệt, bây giờ mình có thể ăn cái thịt của bọn này. Đây là cũng thành tổ của mình luôn rồi. Hay quá. Sau đó chúng ta để đi gọi bạn tình. Rồi bên đây gọi bạn tình. Nhìn nó nhảy, những cái điệu nhảy của nó điêu quá. Không phải chịu được. Nhìn nó điêu quá. Từ lúc là một con dễ thương bây giờ thành một con quái thú rồi. Nhìn điêu quá. Eo, mình cố gắng kiếm cái mắt mới được, mắt này ghê quá. Eo. Nhìn này, nhìn con này dị hợm chưa. Học cách tấn công. À, càng. Nhìn mắt con này ghê quá. Nhìn này dị quá. Ok. Đúng để thêm người vào, thêm thành viên đấy không? Ok, mình có thể tấn công tộc khác. À, không hiểu sao con của mình đã chạy ngược như này. Cười phải thiếu tôn trọng vào trưởng. Tấn công. Tuyệt. Bọn này nữa. Đớp hết chết chúng nó đi. Tuyệt vời. Đã ăn chắc rồi. Thắng rồi. Đâu rồi. Đâu nữa? Hả? Tao còn có thế rồi á? Điêu không thể nào ít thế được, mình phải đớp thêm. Mỗi đứa ăn con đi, tao còn lên tìm thêm. Thế trong này chỉ có bấy nhiêu con đấy á? Điêu đấy. Bọn mày trốn đâu hết rồi hả con? Con chó lợn này. Được, chúng ta đi tấn công tộc khác. Đã vậy, không thể để yên bọn này được. Đây là tộc gì đây? Tộc con quái đản gì đây? Cái gì đây? Ô, cái miệng khác. Wow, cái miệng của tấn công 3 cả. Căng đấy. Cái gì đấy? Hả? Ồ. Ui. Ui, thôi, tộc này phải lắm. Tộc Đan Ly cũng phải lắm. Tộc của nó đâm chết đấy. Nguy hiểm lắm. Nó 25, 26 máu rồi. Làm sao mình nhiều nó được. Thì đây. Ồ. Thật. Càng ngày chúng ta càng khỏe. Càng nhặt được nhiều đồ vật. Thì nhặt những cái đồ này chúng ta mới khỏe được. Ok, tộc này sao? 19. Con đầu đàn 19 à? Mới thể tấn công được. Đấy, tấn công. Nó tấn công. Nó móc lốp. Nó móc lốp. Tuyệt vời. Phải đớp lại nó. Đớp nó. Hai con ăn tốt. Nếu mà có một con không ăn được chứ. Rồi. Yes, chúng ta được cái sừng gì đó của nó. Tuyệt vời, bây giờ nơi này nhà chúng ta rồi. Nơi này thêm mấy cái thứ khác ở đây. Ok, được rồi. Đi ra đây. Nhặt một cái này. Yes. Thôi xử luôn mấy con đu đồ này đi nhanh. Tuyệt. Tấn công con này. Tuyệt, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ồ. Tuyệt rồi. Vui vẻ rồi. Khỏe rồi. Thôi bây giờ mình cần đi về nhà. Đi về nhà. Bây giờ chúng ta đã chiếm rất nhiều nơi rồi. Bây giờ việc của mình cần là mình đi về nhà, mình nâng cấp cái quân của mình lên. Ok, được rồi. Mình cần nâng cấp cái quân của mình lên cho nó khỏe hơn. Đà mình đã bắt đầu rời tổ. Nó sẽ bị rời đến chỗ khác. Tuyệt vời. Quá trời cho mọi người bắt đầu đi. Và con này ở lại. Có buồn. Ở lại với quả trứng. Đợi nó đến ngày nở. Nở. Yes. Nhé. Ok. Và có lẽ mình dừng tập tại đây. Còn nếu các bạn thích đừng quên để lại một like, subscribe channel của mình. Và nếu cứ như tương tự lần này thì 300 like sẽ có tập tiếp theo luôn nhé. Tại vì các bạn đang like nhanh lắm. Vì thì các bạn làm được 300 like mà. Các bạn hẹn gặp lại tuần sau. Tạm biệt. Bye.